đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Nhận định U23 Việt Nam với U23 Iraq, lần đầu của huấn luyện viên Chelsea. Đội hình mạnh nhất U23 Việt Nam dự đấu World Cup 2023, con cưng của ông Chelsea. Huấn luyện viên Philippe gặp lại cơn ác mộng trong sự nghiệp. Nhận định U23 Việt Nam với U23 Iraq, lần đầu của huấn luyện viên Chelsea. U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào giải giao hữu quốc tế U23 Doha Cup gặp đối thủ U23 Iraq. Đây cũng là trận đấu ra mắt của tân huấn luyện viên trưởng Philippe Chelsea trên cương vị thuyền trưởng U23 Việt Nam. Đại diện đến từ Tây Á được đánh giá cao hơn so với những chiến binh sao vàng khi sở hữu trong đội hình nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Bên cạnh đó, việc quen hơn với thời tiết cũng như múi giờ sẽ là một lợi thế lớn cho thầy trò huấn luyện viên trưởng Radis Nichen. Ở trận đấu tới đây, huấn luyện viên Philippe sẽ có cơ hội thử nghiệm đội hình mà ông đã dày công xây dựng trong hơn 3 tuần qua. Bất lợi lớn nhất với U23 Việt Nam là vị chiến lược gia người Pháp, chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi làm việc với các học trò. Bên cạnh đó, Duy Cương và các đồng đội cũng không có cơ hội để thi đấu giao hữu khi trận đấu nội bộ với đội tuyển Việt Nam bị hủy bỏ. Do vậy, đây cũng chỉ là một trận đấu giao hữu và kết quả không được đặt lên hàng đầu. Thuyền trưởng người Pháp khẳng định, điều quan trọng cuối cùng là tất cả các cầu thủ cần phải được vào sân chơi bóng để vỡ ra những bài học. Sau đó chúng tôi xem lại, điều chỉnh để cải thiện hơn. Trong 3 tuần vừa qua, Việt Nam không có nhiều cơ hội thi đấu, giao hữu, nên bản thân tôi và các cầu thủ rất nóng lòng và trông chờ đến trận đấu đầu tiên sắp tới để chứng minh năng lực. Đội hình mạnh nhất U23 Việt Nam dự Doha Cup 2023, con cưng Philippe Chelsea. Với sự chất lượng và phong độ như hiện tại, tất cả các cầu thủ, đây có thể là đội hình mạnh nhất được huấn luyện viên Philippe sử dụng ở U23 Doha Cup 2023 tới đây. Chỉ còn ít ngày nữa, Việt Nam sẽ chính thức lên đường sang Qatar để tham dự giải giao hữu quốc tế U23 Doha Cup 2023. Đây cũng là giải đấu đầu tiên huấn luyện viên Philippe Chelsea ra mắt trên cương vị huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam. Mới đây, vị chiến lược gia người Pháp đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ sẽ tham dự giải đấu sắp tới. Dù chỉ có ít ngày làm việc với U23 Việt Nam, tuy nhiên hầu hết các cầu thủ nằm trong danh sách này đều từng làm việc với huấn luyện viên Chelsea thời ở U19 Việt Nam. Dưới đây có thể là đội hình mạnh nhất mà tân huấn luyện viên U23 Việt Nam sử dụng ở giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023 sắp tới. Ở vị trí thủ môn là Quan Văn Chuẩn. Chỉ có 3 thủ môn được lựa chọn trong danh sách rút gọn lần này là Quan Văn Chuẩn, Trần Liêm Điều và Đoàn Huy Hoàng. Nếu như không gặp vấn đề về sức khỏe, Quan Văn Chuẩn gần như là lựa chọn tối ưu nhất trong khung gỗ của Việt Nam. Thủ môn thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội từng gây ấn tượng mạnh tại vòng chung kết U23 châu Á khi anh chơi lựa chọn thay cho Văn Toàn vì bị chấn thương. Bên cạnh đó, Văn Chuẩn cũng là thủ môn có nhiều kinh nghiệm nhất trong số 3 thủ môn của U23 Việt Nam. Hậu vệ gồm Phan Tuấn Tài, Trần Quang Thịnh, Lương Duy Cương, Giáp Tuấn Dương, Vũ Tiến Long. Trần Quang Thịnh từng được xem là con cưng của huấn luyện viên Philippe. Thời ông cần dẫn dắt U19 Việt Nam, trung vệ sinh năm 2001 khi ấy được ông thầy người Pháp tin tưởng giao cho chiếc băng thủ quân. Trong năm 2022, Quang Thịnh cũng gây ấn tượng tại giải vô địch U23 Đông Nam Á cũng như là U23 Dubai Cup. Tuy nhiên, chấn thương đã khiến cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội bỏ lỡ cơ hội tham dự SEA Games 32. Trong số dàn trung vệ huấn luyện viên Philippe sở hữu, Lương Duy Cương là cái tên thường xuyên ăn cơm tuyển. Cầu thủ của SHB Đà Nẵng trưởng thành qua từng ngày và được kỳ vọng là chốt chặn vững chắc trước khung thành của Quan Văn Chuẩn. Đá cặp với Quang Thịnh và Duy Cương, nhiều khả năng là Giáp Tuấn Dương. Dù mới chỉ 21 tuổi, tuy nhiên Tuấn Dương lại cho thấy sự chững chạc trong phong cách thi đấu. Trung vệ quê Bắc Giang được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất câu lạc bộ Công an Nhân dân trong hành trình lên ngôi vô địch giải hạng nhất quốc gia 2022. Ở hai cánh của U23 Việt Nam sẽ là Phan Tuấn Tài và Vũ Tiến Long. Cả hai cầu thủ trẻ kể trên đều đã cho thấy sự trưởng thành giữa thời của huấn luyện viên Gong Won Kim và ông Park Hang-seo. Tiền vệ gồm có Huỳnh Công Đến và Khuất Văn Khang. Ngay trước giờ chốt danh sách U23 Việt Nam, ông Philippe đã triệu tập bổ sung Huỳnh Công Đến. Điều này cho thấy vị chiến lược gia người Pháp rất coi trọng cậu học trò cưng từ thời U19 Việt Nam. Trong khi đó, Khuất Văn Khang đã thể hiện được khả năng của mình với vai trò nhạc trưởng của U20 Việt Nam tại vòng chung kết U20 châu Á 2023. Bộ ba tấn công của Việt Nam tại U23 Doha Cup sắp tới, nhiều khả năng sẽ là ba tiền đạo vừa trở về từ vòng chung kết U19 châu Á, Thanh Nhàn, Quốc Việt và Văn Thường sẽ có cơ hội để tỏa sáng và ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Chelsea. Huấn luyện viên Chelsea gặp lại cơn ác mộng trong sự nghiệp. Huấn luyện viên Philippe từng có quãng thời gian không mấy vui vẻ tại Qatar, địa điểm U23 Việt Nam đá Doha Cup. Ông Chelsea đang cùng Việt Nam dự giải giao hữu Doha Cup 2023 ở Qatar. Năm 2003, Phù Thủy Trắng đã từng đến Qatar làm việc trong vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Ở vòng bảng Asian Cup, Qatar đã bị loại với một trận hòa và hai trận thua. Ngoài vấn đề chuyên môn, màn trình diễn đáng thất vọng của Qatar còn đến từ mâu thuẫn trong phòng thay đồ. Theo tờ Mail World Ryan, các cầu thủ tuyển Qatar không hài lòng với ông Chelsea. Nguyên nhân xuất phát từ việc nhà cầm quân người Pháp đưa tin yêu cầu dinh dưỡng khắt khe đối với toàn đội.
Sau những mâu thuẫn kể trên, lãnh đạo bóng đá Qatar đã quyết định sa thải ông Chausseur. Sau khi rời Qatar, nhà cầm quân người Pháp đã đến câu lạc bộ Marseille ở quê hương để làm việc. Đến năm 2005, ông Chausseur ngồi vào chiếc ghế nóng của đội tuyển quốc gia Maroc. Rạng sáng ngày 23 tháng 3, ông Philippe sẽ cùng U23 Việt Nam đá trận đấu mở màn Doha Cup gặp U23 Iraq. Các chỉ huy sao vàng sẽ ra sân trong trang phục màu trắng, còn đối thủ ra sân mặc trang phục màu xanh lá cây. Phát biểu trước trận đấu ra quân, ông Philippe cho biết: "Tôi rất vui tham dự giải đấu này và có dịp trở lại Qatar, là nơi 20 năm trước tôi đảm nhiệm cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nước này. Đối với giải U23 Cup, tôi đánh giá là cơ hội tốt với lứa tuổi U23, là bước đệm hướng tới SEA Games sắp tới." Tối ngày 21 tháng 3, Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trên sân Qatar. Sáng cùng ngày, thầy trò huấn luyện viên Chausseur đã có buổi tham quan sân thi đấu chính thức Al Gharafah. Huấn luyện viên Philippe cũng dành thời gian để trao đổi thông tin với quản lý sân vận động Al Gharafah. Trước đó, Việt Nam cũng lùi giờ tập luyện để thích nghi với giờ thi đấu chính thức. Đội hình mạnh nhất U23 Việt Nam dự Doha Cup 2023, con cưng Philippe Chausseur. Với sự chất lượng và phong độ như hiện tại, tất cả các cầu thủ, đây có thể là đội hình mạnh nhất được huấn luyện viên Philippe sử dụng ở U23 Doha Cup 2023 tới đây. Chỉ còn ít ngày nữa, Việt Nam sẽ chính thức lên đường sang Qatar để tham dự giải giao hữu quốc tế U23 Doha Cup 2023. Đây cũng là giải đấu đầu tiên huấn luyện viên Philippe Chausseur ra mắt trên cương vị huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam. Mới đây, vị chiến lược gia người Pháp đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ sẽ tham dự giải đấu sắp tới. Dù chỉ có ít ngày làm việc với U23 Việt Nam, tuy nhiên hầu hết các cầu thủ nằm trong danh sách này đều từng làm việc với huấn luyện viên Chausseur thời ở U19 Việt Nam. Dưới đây có thể là đội hình mạnh nhất mà tân huấn luyện viên U23 Việt Nam sử dụng ở giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023 sắp tới. Ở vị trí thủ môn là Quan Văn Chuẩn. Chỉ có 3 thủ môn được lựa chọn trong danh sách rút gọn lần này là Quan Văn Chuẩn, Trần Liêm Điều và Đoàn Huy Hoàng. Nếu như không gặp vấn đề về sức khỏe, Quan Văn Chuẩn gần như là lựa chọn tối ưu nhất trong khung gỗ của Việt Nam. Thủ môn thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội từng gây ấn tượng mạnh tại vòng chung kết U23 châu Á khi anh chơi lựa chọn thay cho Văn Toàn vì bị chấn thương. Bên cạnh đó, Văn Chuẩn cũng là thủ môn có nhiều kinh nghiệm nhất trong số 3 thủ môn của U23 Việt Nam. Hậu vệ gồm Phan Tuấn Tài, Trần Quang Thịnh, Lương Duy Cương, Giáp Tuấn Dương, Vũ Tiến Long. Trần Quang Thịnh từng được xem là con cưng của huấn luyện viên Philippe. Thời ông cần dẫn dắt U19 Việt Nam, trung vệ sinh năm 2001 khi ấy được ông thầy người Pháp tin tưởng giao cho chiếc băng thủ quân. Trong năm 2022, Quang Thịnh cũng gây ấn tượng tại giải vô địch U23 Đông Nam Á cũng như là U23 Dubai Cup. Tuy nhiên, chấn thương đã khiến cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội bỏ lỡ cơ hội tham dự SEA Games 32. Trong số dàn trung vệ huấn luyện viên Philippe sở hữu, Lương Duy Cương là cái tên thường xuyên ăn cơm tuyển. Cầu thủ của SHB Đà Nẵng trưởng thành qua từng ngày và được kỳ vọng là chốt chặn vững chắc trước khung thành của Quan Văn Chuẩn. Đá cặp với Quang Thịnh và Duy Cương, nhiều khả năng là Giáp Tuấn Dương. Dù mới chỉ 21 tuổi, tuy nhiên Tuấn Dương lại cho thấy sự chững chạc trong phong cách thi đấu. Trung vệ quê Bắc Giang được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất câu lạc bộ Công an Nhân dân trong hành trình lên ngôi vô địch giải hạng nhất quốc gia 2022. Ở hai cánh của U23 Việt Nam sẽ là Phan Tuấn Tài và Vũ Tiến Long. Cả hai cầu thủ trẻ kể trên đều đã cho thấy sự trưởng thành giữa thời của huấn luyện viên Gong Won Kim và ông Park Hang-seo. Tiền vệ gồm có Huỳnh Công Đến và Khuất Văn Khang. Ngay trước giờ chốt danh sách U23 Việt Nam, ông Philippe đã triệu tập bổ sung Huỳnh Công Đến. Điều này cho thấy vị chiến lược gia người Pháp rất coi trọng cậu học trò cưng từ thời U19 Việt Nam. Trong khi đó, Khuất Văn Khang đã thể hiện được khả năng của mình với vai trò nhạc trưởng của U20 Việt Nam tại vòng chung kết U20 châu Á 2023. Bộ ba tấn công của Việt Nam tại U23 Doha Cup sắp tới, nhiều khả năng sẽ là ba tiền đạo vừa trở về từ vòng chung kết U19 châu Á, Thanh Nhàn, Quốc Việt và Văn Thường sẽ có cơ hội để tỏa sáng và ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Chausseur.